Hello, xin chào quý chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Sơn Mai Gia Rỉ nha các bạn. Thì hôm nay mình với Thanh Như thì giới thiệu cho anh chị và các bạn là hai mẫu là 10 inch king và đẹp 150 nha mọi người. Những cái phiên bản rất là đặc biệt. Rồi, mình sẽ nhờ Như báo giá như là cho mọi người xem hai cái màu này á. Có gì anh chị và các bạn nào mình muốn mua thì mình cứ liên hệ qua cái địa chỉ và số điện thoại, số Zalo để được màn hình cho mọi người. Chào các bạn, ngày hôm nay thì Khánh Như mang đến hai dòng xe cho các bạn được tham khảo nhiều hơn về giá, đó là dòng mẫu X King nha. Mẫu đây là mẫu của 2021 nha các bạn. Mẫu xám đỏ này là hiện tại cái mẫu xám này là mẫu nhám nha. Còn màu đỏ đây là màu bóng nè. Mẫu này cũng 2021. 2021 thì nó ra màu này và một màu nữa là màu vàng chanh á, vàng chanh so với màu đen đó. Dạ đúng rồi, màu chanh, vàng chanh với xanh đen. Đó. Thì cái mẫu này 2021 này giá nhiêu em? Dạ hiện tại cái mẫu này bên em đang bán là 43 triệu nha anh. 43 triệu. Dạ đúng rồi. Mẫu này thì mua trả góp thì chỉ cần trả trước tầm khoảng 4 đến 5 triệu là được nha các bạn. À 4 tới 5 triệu thôi. Dạ. Đó thì thủ tục khi bao nhiêu tuổi là mình sẽ góp được em? Thì thủ tục trả góp chỉ cần đủ 18 tuổi là được nha. Khi mà đi thì các bạn mang theo chứng minh nhân dân với bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân với sổ hộ khẩu. Nếu mà các bạn nào không có sổ hộ khẩu gốc thì mình mang theo sổ hộ khẩu photo công chứng đủ 16 trang và trong 3 tháng gần nhất nha các bạn. Rồi ok. Đó, nhanh gọn thì mình lại chuyển qua một cái mẫu mà đẹp cũng là cuối 20 nhưng mà mẫu này cũng thuộc phiên bản 2021 rồi mọi người. Mà đẹp đây là đẹp 150 á. Mẫu màu xanh nhớt này là hiện tại đang rất là cháy hàng nha. Xanh nhớt phối hợp với màu xanh lá là nhìn nó rất là đẹp. Hiện tại là mẫu đã nhập hàng về rất là khó nha các bạn. Bên Thánh Như vừa săn được tầm khoảng 20 con thôi. 20 con? Dạ. Yeah. Hiện tại thì cái mẫu 150 này bên Thánh Như đang bán với giá là 44 triệu nha các bạn. À, 44 triệu. Dạ đúng rồi. Cái dòng này mình tạm góp bao nhiêu em? Những cái mẫu Exeter với mẫu kinh thì mình trả trước tầm khoảng 3 đến 5 triệu thôi anh. 3 tới 5 triệu thôi. Dạ đúng rồi, 3 đến 5 triệu là được nha. Ở xa tới thì không? Nếu mà anh ở xa tới thì bên em sẽ hỗ trợ nhân viên ra đón khách anh là một nè. Với lại bên em có hỗ trợ tiền xăng từ 500 tới 1 triệu đối với khách ở xa đến, mà nhớ là liên hệ trước với Khánh Như nha. Rồi đó, thì các bạn thấy không? Có rất là nhiều ưu đãi đặc biệt từ Khánh Như. Thì mọi người xem thì mọi người cứ kết bạn Mạnh vào Zalo. Cái thứ hai là mình like cho sĩ Mạnh để ủng hộ. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại quý chị và các bạn ở clip tiếp theo. Bạn nào mình muốn báo giá những cái dòng nào thì mọi người cứ comment Mạnh dưới đó, mình sẽ đọc comment và mình sẽ nhờ Khánh Như báo giá cho mọi người á. Ok, xin chào mọi người nha.